Ông này cứ chia tay cứ không chịu luôn à. Đi xong rồi cái con kêu là đừng nhắn tin nữa, cái cũng không nhắn tin luôn. Một hai ngày sau cũng không nhắn tin. À, con mới kiếm chuyện, con kiếm chuyện con lên trển, cũng như con đòi đồ này kia rồi đó, đặng cho gặp mặt lại, cho ông này ông năn nỉ mình quay lại chứ giờ mình xuống nước xuống thì kỳ quá. Cái có cái đợt đó, con đòi ảnh cái nón bảo hiểm, tại vì lúc mà đi Vũng Tàu gì thì anh giữ cái nón bảo hiểm của con. Ừ. Cái con thấy anh trả lời, cái con nói rồi chắc là ông kêu mình lên đang trả đây nè. Ừ. Cái ông nói là cái nón đó em lấy rồi mà anh đâu có giữ đâu mà em nói anh giữ. Là cuối cùng không còn lý do gì để đi lên trời nữa. Nhưng mà quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện đầu tiên của một cặp vợ chồng. Họ rất là đáng đến yêu. Đúng rồi, rất là đáng yêu, rất là hài hước. Đúng vậy, và mời quý vị chúng ta hãy cùng cho một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng dễ thương này. Khi mà thấy cô dâu bước ra thì chắc chắn là sẽ có ngờ. Nhân vật này là chúng ta đã gặp ở đâu đó rồi. Dạ. Thôi thì bây giờ mời em giới thiệu về mình. À, dạ, à, trước tiên thì em xin chào anh Quốc Thuận ạ. Con xin chào cô Hồng Vân. Con tên là Phạm Ngân Thảo. À, mọi người hay thương yêu gọi con cái tên là Thánh Súng Ngân Thảo. Hiện tại công việc của con là đang bán hàng online. Bạn này rất là duyên dáng hài hước quý vị. Chắc bây giờ chắc quý vị mới nhận ra bạn này là ai. Đó. Đúng không? Rồi giờ mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân. Chào chú Quốc Thuận và khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Ừ. Con tên là Lê Hoài Đức. Năm nay con 31 tuổi. Công việc con là buôn bán chung với vợ con. Vậy đó hả? Dạ. Hai vợ chồng buôn bán online. Cũng lớn hơn vợ bộn ạ. Lớn hơn 8 tuổi á. Hình như là Ngân Thảo là ở quê mà đúng không? Dạ đúng rồi. Con ở đâu? Dạ con ở Đồng Tháp. Và con cũng ở Đồng Tháp dạ, luôn con hả? Con ở An Giang. Ủa nhưng mà là hiện tại là con ở bên chồng hay là ở dạ, bên vợ? Hiện tại thì hai đứa con là nhà ai nấy ở. Tại vì gia đình ảnh thì ảnh là con một, cho nên ảnh cũng phải lo cho ba mẹ. Còn con thì con phải lo cho nội với mẹ của con. Cho nên là nhà ảnh ở nhà con ở. Trời, cô Lan chút nữ vậy đó hả? Dạ. Tụi con quen nhau sao thấy hồi hộp á? Tò mò chứ không phải hồi hộp. Hai con quen nhau á là cũng xuất phát là do con trước. Tại vì lúc trước con còn làm bảo vệ ở cơ quan á. Đang ngồi chật mà con cũng lướt Facebook nữa. Cái con mới thấy cái gợi ý kết bạn ở trên Facebook á. Con mới xem avatar của vợ con mới vô con coi hình. Con thấy thích quá và cái con mới gửi kết bạn. Kết liền luôn. Mà vợ con đâu có chịu đâu có chấp nhận đâu. Trong mấy tuần sau vậy đó, vợ con đăng cái bài về mấy con mèo đó, đăng hình chụp chung với mấy con mèo đó, rồi con vô comment trúng ý chị rồi. Rồi hai đứa mới nói chuyện tới, cái con mới xin Zalo rồi nhắn tin, rồi cái con mới cô luôn. Mà cách đây lâu mau rồi, mấy dạ, năm? Dạ, năm 2018. Dạ, gần hơn 3 năm. Mới năm hả? Dạ, đúng dạ. Rồi. Ủa, nhưng mà là con vì sao mà con lại kết cổ vậy? Để con nói. Facebook rất là nhiều. Rồi rất để... là nhiều các cô gái xinh đẹp. Để súng. Cơ. Lúc đó người ta chưa súng nè, xác định rõ ràng nha. Chưa súng, dạ. Chưa súng. Đẹp nè, cao nè, con là cao 1m68 dạ. Đúng không? Tại vì là lúc đó là ảnh vô anh coi hình con là ảnh thấy bự con cho nên ảnh kết. À thích đô con. Dạ đúng rồi, cái đô con là đô con. Ủa con nhưng mà coi hình sao biết đô con? Tại vì lúc đó là con bán quần áo, con live stream mà à. Cho nên nhìn thì sẽ thấy là to con. Xong rồi mới hẹn đi ra ngoài uống cà phê à. Thì đi ra ngoài thì anh này anh gặp con ngoài là nó còn bự hơn ở trên hình nữa. Dạ à. Còn con thì con thấy là ảnh nói chuyện kiểu nhỏ nhẹ á. Mà lúc đó con chưa có dám nhìn mặt đâu. Lúc đó con còn ngại cho nên con không có dám nhìn mặt. Ừ. Rồi sau này quen đâu 6 tháng gì á thì con mới dám nhìn thẳng mặt ảnh. Thì con mới phát hiện ra là cái mặt ảnh không hiểu sao mà nó tròn do luôn. Nói chung là không có góc cạnh gì á. Nó giống như một cái bánh bông lan. Dạ đúng rồi. Tới lúc nào con mới phát hiện cái mặt ảnh tròn. Chắc là hung đó. Hung đó, cái mặt nó sát nhau mới thấy cái mặt. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Thì cái lúc đó là ảnh hẹn đi ra ngoài sau đích của một cái siêu thị á. Thì nó có mấy cái băng đá ngoài sau, chỗ đó thì vắng. Thì ảnh mới xin là cho ảnh một cái. Con mới nói dạ. Nhưng mà lúc đó xin là xin hung má thôi. Xong cái ảnh mới câu cổ ảnh hung. Ảnh hung con xong rồi là cái miệng ảnh cứng đơ hết trơn luôn. Là kiểu như đánh một cạp mà là không nói chuyện được luôn. Rồi xong là gì? Rung dữ vậy. Dạ tại vì con là lâu quá, cũng trải qua 2 năm mấy rồi con mới quen lại vợ con. Kiểu như là lâu rồi mới hung lại đó, cảm giác mà đầu tiên. Còn con có rung không? Dạ không, con lúc đó con cũng rung thôi mà con
con quay con gặp ảnh là cứng cái miệng vậy đó, đánh cặp cặp cặp, cặp. Cái con mới cười, con mới cười lên rồi ảnh mới quê quá. Mà dễ thương nha. Dạ. Cười lớn tiếng hay cười mỉm? Con cười lớn tiếng luôn, tại con quá mắc cười. Cười sao đâu, cười sao đâu. Em cười. Lúc đó cười chắc con chắc cũng vui lắm ha. Dạ quê. Quê. Mình đàn ông trai mà mình bị gái cười mình gì mình quê. Cười, sao cười mà cười đập vào trong mặt luôn. Xong dạ. Hai đứa đứng lên đi về luôn. Trời ơi, đó là nụ hôn đầu tiên ở phía sau siêu thị. Còn cái chuyến đi đầu tiên của hai đứa là khi nào? Dạ thì quen cũng hơn 6 tháng á. Thì hai đứa mới đi Vũng Tàu để mà chơi. Có ai đi cùng không? Dạ không, đi hai đứa à. Là lúc đó ảnh chở con bằng xe máy đi từ dưới Đồng Tháp chạy ra Vũng Tàu luôn. Vừa ra tới ngoại nó bắt đầu bão. Bão xong rồi tầm tã nguyên một ngày. Tới sáng hôm sau tụi con về là bão từ Vũng Tàu về tới Đồng Tháp luôn. Chạy xe về mà tưởng nó là chết luôn rồi đó. Tại vì nó quá lạnh. Quá lạnh luôn mà dầm mưa về. Tại vì không dầm mưa về thì nó sẽ bị tối. Rồi hai đứa sợ. Nó nghe nè. Rồi tối ra đó có ở khách sạn không? Dạ có. Hai đứa ngủ tới sáng vậy luôn. Hai đứa ngủ tới sáng vậy luôn. Vui không? Ban đầu là mỗi đứa đặt một phòng. Xong rồi ra tới ngoại á thì người ta hết phòng, là phải dồn lỡ một phòng. Rồi cái cuối cùng thì là cái phòng đó là cái phòng giường đôi. Đó thì tại vì trước khi đi là con có nói với ảnh là mình ra ngoài mình chơi là không có được làm cái gì nha. Cái ảnh mới nói anh hứa với em. Xong rồi thì ra tới ngoài thì tối cái ổng lăn vô tượng ụp mặt tượng ngủ tới sáng gì đó. Ông giữ là dạ đúng rồi. Con thấy đây là người đàn ông đáng tin đúng không? Dạ đúng rồi, thì sau lần đó mình mới bắt đầu mình tin tưởng nhiều. Rồi thấy được nha, cuộc tình phải nói là vượt qua bão tố mà yêu nhau tới yêu nhau tới 3 năm luôn. Dạ đúng rồi. Rồi trong thời gian đó là có thuận thảo với nhau không, hay là cãi lộn, hay là tại vì em hơn nhau tới 8 năm á, là cái suy nghĩ cũng như là cách nhìn nhận á chắc là nó khác nhau nhiều đúng dạ, không con? Dạ, dạ, có nhiều sóng gió bão tố gì không? Dạ có nhiều lắm. Chia tay là lên bờ xuống ruộng luôn. Tại vì kiểu con còn nhỏ á, cái con cũng nóng tính. Còn anh này thì anh lớn rồi, ảnh điềm đạm, anh chín chắn. Rồi có nhiều cái đâu có hợp đâu. Giống như bị khắc khẩu vậy đó. Có một lần á là cãi lộn xong cái con mới nói với ảnh là bây giờ em uống thuốc em tự giận luôn. Con điện cho ảnh, con nói bây giờ em uống 4-5 liều thuốc rồi, bây giờ em gần chết rồi, em mệt lắm rồi. Cái ảnh mới từ trên Tân Châu, lúc đó là 2 giờ sáng, ảnh mới chạy xuống nhà con luôn. Ảnh chạy xuống nhà con cái ảnh nói bây giờ là phải đi bệnh viện liền để xúc ruột ra, không thôi là chết. Cái con mới nói là thôi anh ơi đừng có đi bệnh viện, tại vì thật sự là con không có uống. Ôi lúc đó phản ứng con sao không mấy lần. Cô uống mấy lần, còn mấy lần bỏ trong túi á. Không, nó thật sự là em không uống. Tôi giờ mới biết luôn á. Trời ơi, đâu biết. Tôi bây giờ mới biết luôn. Uống là sao? Cái lần đó là hai đứa con nói chuyện đầu hôm cũng còn thuận vui vẻ lắm. Nói hồi cái sao mà cãi nhau, vợ con mới khóc. Khóc đi bộ ra, từ nhà đi bộ ra khóc mà tay thì lòn vô túi vậy nè. Cầm hai bên hai nắm thuốc, còn cũng không biết thuốc gì. Hỏi nãy giờ em có uống chưa? Em uống rồi, em uống mấy lần em cũng không biết nữa. Trời ơi. Có bây giờ bà nói không lấy thật sự là con không uống. Mà cứ một hai đòi chở con đi vô bệnh viện xúc ruột. Đi vô bệnh viện là người ta sẽ biết mình không có uống. Là con nói thôi thôi đừng dạ thôi đi. Con mới nói là thôi anh ơi đừng đi vô chỗ em mất cỡ lắm. Chết gì tình yêu là mất cỡ lắm, em không chịu đâu. Vậy là nó tin đó. Dạ cuối cùng không có đi. Ổng cũng thiệt thà thiệt á. Rồi có nghĩa là chỉ có những cái trận như vậy thôi đúng không? Dạ nói chung là nhiều lắm. Con cứ nói là thôi chia tay đi. Mà hồi lúc trước con quen á thì quen với người trước thì chia tay người ta năn nỉ. Còn ông này cứ chia tay cứ không chịu luôn à. Thế xong rồi cái con kêu là đừng nhắn tin nữa, cái cũng không nhắn tin luôn. Một hai ngày sau cũng không nhắn tin. Con mới kiếm chuyện. Con kiếm chuyện con lên trển. Cũng như con đòi đồ này kia rồi đó, đặng cho gặp mặt lại, cho ông này ông năn nỉ mình quay lại chứ giờ mình xuống nước xuống thì kỳ quá. Cái có cái đợt đó con đòi ảnh cái nón bảo hiểm, tại vì lúc mà đi Vũng Tàu gì thì anh giữ cái nón bảo hiểm của con. Cái con thấy anh trả lời, cái con nói rồi chắc là ông kêu mình lên đằng trả đây nè. Cái ông nói là cái nón đó em lấy rồi mà anh đâu có giữ đâu mà em nói anh giữ. Là cuối cùng không còn lý do gì để đi lên chợ nữa. Thì con quen nhau được bao nhiêu lâu thì bắt đầu con có hiện tượng là cái răng của con nó bắt đầu dạ. Có vấn đề dạ. Mình có vấn đề dạ. Thì hai đứa quen nhau hơn 1 năm.
là bắt đầu răng con nó bắt đầu có vấn đề. Trước cái lúc mà phát hiện ra là răng có vấn đề á, thì con đã đăng ký thi thách thức danh hài rồi. Con đăng ký thi là anh này cũng không có biết luôn. Tại vì con nghĩ là con đăng ký cho vui thôi chứ không có đi đâu. Đi casting chương trình là cũng chưa bị súng răng luôn. Về rồi một tháng sau là con mới phải nhập viện để mổ lấy nang răng ra. Là phải bỏ 9 cái răng luôn. Sau khi mà mổ cái nang răng ra được khoảng một tuần sau thì chương trình mới gọi báo là con đậu casting rồi, để mà bây giờ kêu lên đặng diễn, đặng mà tập, đặng mà chuẩn bị thi. Thì lúc đó chương trình gọi cho con là, con nhớ tổng cộng là 6 lần, nhưng mà 5 lần đầu con đều từ chối hết. Tại vì lúc đó con ngại á, cái răng nó xấu lắm. Nhưng mà tới lần cuối cùng thì anh này anh mới động viên con, là anh nói là thôi em đi đi, biết đâu á là cái răng mình nó là cái duyên để mình đạt giải thì sao. Trời, con người này là có tầm gọi là nhìn xa trông rộng. Chương trình đó là chương trình hài mà. Dạ. Cuối cùng thì ảnh cũng là người chở con đi thi luôn. Là chồng khen đẹp đúng không? Dạ đúng đấy. Là ông bà mình nói cái răng cái tóc là gốc con người thực. Dạ. Sự nếu như cái lúc mà đang răng đầy đủ như vậy tự nhiên giờ mất tiêu 9 cái đúng không? Dạ. Thì lúc đó con thấy sao? Mình thấy dễ thương, mình thấy mắc cười á. Vậy á hả? Dạ, em thấy cứ con dọc hoài à. Con nói bây giờ em muốn làm răng thì em làm, em muốn để vẫn được. Câu đó thì con ngại lắm. Nhưng mà anh này thì anh cứ kêu à, tháo khẩu trang ra, anh coi coi răng bữa nay lành chưa, coi mấy cái nướu lành chưa. Mỗi lần mở ra thì cái phản ứng của anh sao? Mỗi lần cái anh cười, anh nói trời dễ thương quá giống nít quá. Mỗi lần cái anh cười, anh nói trời dễ thương quá giống nít quá. Nhưng mà mỗi lần anh nói vậy á, con cảm thấy vui hay là con cảm thấy tự ti, hay con cảm thấy cái gì đó nó có trong lòng nó cũng khác biệt. Là tại ảnh á mà con mới tự tin đi thi. Tại vì ảnh khen hoài, cái con nghĩ là nó là thiệt cơ mà. Ảnh nói vậy thôi mà nó là thiệt đúng không con? Dạ vậy thật. Dạ vậy thật. Là con đi thi về mới làm đám cưới hay là đám cưới xong mới đi thi? Dạ đi thi về, lúc đó là hai đứa chỉ mới quen thôi. Chưa có gia đình ảnh thì đã xuống giáp mặt với gia đình con rồi, là cho hai đứa tìm hiểu. Thi xong rồi là tụi con mới đám nói hồi tháng 5 thôi à. Vừa qua dịch là tụi con đi đăng ký kết hôn chứ cũng chưa làm đám cưới nữa. Tới giờ là vẫn chưa tổ chức đám cưới. Nhưng mà lý do gì mà phải gấp gáp đó như vậy ta? Tại vì con còn nhỏ mà, hay là sợ anh lớn tuổi? Dạ đúng rồi, tại sợ anh lớn tuổi. Nhưng mà thật sự mà nói chú vẫn thấy là cái việc gọi là cưới rồi mà nhà ai nấy ở như vậy á. Dạ. Chắc chắn cũng phải có một cái lý do gì đó từ phía hai bên đúng không? Dạ, thì mẹ con thì bị tai biến, còn ông nội con thì 80 mấy tuổi rồi, mà ba con thì cũng mất trước đó rồi, nên là con phải ở nhà buôn bán với lại lo cho nội với cho mẹ luôn. Gia đình hai bên đó là chấp thuận cho hai con như vậy. Ví dụ như con thì con xuống, vợ con lên, hai đứa cứ thường xuyên tới lui như vậy hoài vậy đó. Tại cũng gần. Nhưng mà cái đợt vừa rồi dịch á là suốt 5 tháng huyện cách ly huyện thì chắc có lẽ là hai vợ chồng đâu có gặp nhau. Dạ không có gặp được luôn. 5 tháng trời. Dạ, ở dưới là có một cái cây cầu, tại vì phải đứng cách xa 2 mét, thì anh đứng đây con đứng đây chỉ nhìn nhau vậy thôi á. Hai đứa nhìn chức nữ vậy chứ một. Ngay chỗ cái chốt mà chỗ mấy anh chật chốt á. Trời ơi. Mấy ảnh đầu cho lại gần đâu, hai đứa đứng xa nhau, đứa nói hai đứa bên kia giờ nhìn nhau. Nhưng mà buồn không? Dạ buồn. Buồn. Mỗi lần gặp nhau, một đứa đầu cầu ở An Giang, một đứa đầu cầu ở Đồng Tháp như vậy thì lúc đó cái tâm trạng còn sao con? Trời ơi, con đứng con chỉ biết khóc thôi à. Tại vì đó là nó không hiểu cảm giác sao mà mình buồn lắm. Ảnh cũng động viên, ảnh nói là anh cũng buồn mà thôi ráng đi, tại dịch bệnh mình phải tuân thủ quy định hết. Chứ mình không có được làm trái. Thôi nhưng mà vậy là coi như là nó có hỉ nộ ái ố con. Tại vì cái cuộc đời mình nó còn dài lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì tới khi mà hết cái 5 tháng đó gặp lại nhau thấy yêu nhau hơn. Đúng rồi. Giống như bây giờ là ánh mắt chứa chan yêu đương. Thường lắm. Thôi bây giờ chúng ta đến với cái phần kia nó đi. Hay hấp dẫn lắm con, không biết cái phần nào. Dạ biết, kể xấu. Xấu. Nhưng mà mấy đứa nó ở xa quá sao thật xấu lòi đi. Có chứ lòi hết, có không thể nào che giấu được. Vậy đó. Có hả? Là có. Thấy súng á, thấy dễ thương quá. Đáng yêu quá, không biết có tật xấu gì không con? Dạ, vợ con thì con thấy không có tật xấu, chỉ có con gái là lâu lâu thì nóng tính rồi nạt con vậy thôi. Nạt thôi, dạ. Nóng tính thôi, có ghen tuông đồ này kia không? Có bởi... Đó, vậy đó, ngồi không hỏi có là loại đó đó. Không có, vợ con không có tật xấu. Như con, ghen, đâu kể vụ ghen nghe chơi coi con bà này bà ghen con sao. Thì con không bao giờ mà nhắn tin với người con gái nào hết. Ngoại trừ là những người mà bạn học của con, bạn bè thân á, bạn lâu năm á. Con chỉ hay là comment bình luận những cái bài đăng của bạn con trên Facebook thôi. Cái bà lướt bà thấy cái bà nói anh
không có được thả tim, không có được like, không có được comment gì bài của người ta chứ nghe. Comment gái rồi. Đó tới sao rồi con không có like, con không tim, không comment gì bạn bè gì chứ. Mà cái đó là ghen nhất rồi hả? Dạ nhất rồi. Vậy nó cũng lành quá, nó cũng lành tính quá đi ha con ha. Là ghen cái trên mạng xã hội. Không, cái ghen nó được, cũng đúng. Ghen nó được, đúng ghen đúng. Phải có gì nữa không? Xấu. Nó ăn ngon không? Nó ăn thì ngon à. Làm bánh rồi ngon lắm á. Rồi có bừa bộn không? Dạ không. Có làm biến không? Không đâu, vợ con siêng lắm, vợ con ngày ngủ có mấy tiếng à. Là rồi, làm mấy ngày rồi. Làm suốt luôn hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà vợ là ăn chay trường. Dạ. Ăn chay trường. Ờ dạ. Ủa sao con? Vậy con nghĩ dạ. Là con ăn cho sức khỏe. Con ăn cũng được gần 4 năm rồi. Tại vì lúc đó mẹ con bệnh, rồi nội cũng bệnh nữa. Rồi gia đình cũng nhiều chuyện buồn quá. Kiểu như con cũng nghe Phật pháp rồi kia rồi, cái con cũng phát tâm con ăn chay luôn. Con cũng không có nguyện gì hết. Con chỉ nguyện là con ăn được đến bao giờ thì ăn để cho gia đình bình an. Và con thấy là cuộc sống là bình an đúng không? Dạ. Vậy giờ con mong ước bạn Súng thay đổi cái gì? Con thì chỉ mong vợ con duy nhất một điều thôi. Về cái tính tình hay là cái gì không cần thay đổi chứ. Chỉ có một cái là ăn uống đầy đủ với là nghỉ ngơi nhiều thôi. Con chỉ mong muốn điều đó thôi. Ủa là làm việc nhiều dữ lắm hả? Dạ làm nhiều lắm. Rồi vậy còn con kể đi. Tật xấu gì? Chồng con thì con thấy là cũng không có tật xấu gì hết. Nhưng mà có cái tính ảnh kỹ. Mà ảnh kỹ nhiều khi con quạo luôn á. Giống như là một cái chuyện đó thôi, con nhờ ảnh thì ảnh sẽ hỏi lại con rất là nhiều lần. Tại vì ví dụ hỏi hai lần là mình đã biết cái câu trả lời rồi. Nhưng mà ảnh là ảnh muốn xác thực để mà chính xác đó. Kỹ để quá. Không có sai thì anh hỏi con tới 4-5 lần. Nhiều khi con quạo luôn á. Trời, cái gì mà hỏi hoài vậy? Đó, rồi quần áo thì cũng phải tươm tất cho sạch sẽ gọn gàng, rồi ảnh làm một cái gì đó ảnh chăm chút, ảnh mài mò, ảnh kỹ, nó mất thời gian đó con. Cái con thì con nhanh nhẹn, con lẹ làng, tại dân buôn bán mà. Dạ đúng rồi. Còn mình nhìn ổng làm nhiều khi mình cũng quạo nữa. Chỉ có cái đó là cho ảnh bớt kỹ đi thôi. Đó là con mong muốn nói luôn đi. Dạ là ảnh bớt kỹ lại thôi. Còn gì nữa không? Có ghen không? Chồng có ghen không? Đó định hỏi đó. Dạ cũng có. Ngồi lúc trước đó là lúc đó quen, là mới quen, chưa có thương, chưa có thân, chưa có thương nhiều. Kiểu như mình buôn bán mà cái mấy bạn nam trên mạng cũng nhắn tin nói chuyện này kia. Thì con cũng nghĩ chuyện bình thường. Tại lúc đó con nghĩ là quen ông này cho vui thôi à. Khách hàng tiềm năng. Biết đâu là khách hàng tiềm năng. Rồi cái... con vậy đó. Rồi xong cái ảnh mới thấy con nhắn tin với bạn nam khác. Ảnh sẽ không có nói là anh cấm em không có được làm như vậy. Ảnh không có nói vậy. Ảnh nói con là em làm như vậy anh rất là buồn. Ảnh chỉ nói một câu vậy thôi. Thì sau này con suy nghĩ thì mình cũng thương ảnh rồi, cho nên mình không muốn ảnh buồn. Cho nên là con từ đó về sau con cũng không có nhắn tin nữa. Ôi, cái ghen này là cũng đáng yêu, cũng hợp lý. Cái vậy thôi. Nhưng mà cái vụ kỹ á, nhất là trong cái mùa dịch nữa. Dạ. Chắc chắn là anh phải rất là kỹ lưỡng trong cái việc gọi là bảo vệ, thực hiện 5K, rửa tay, đeo khẩu trang, đeo tấm chắn. Dạ thì, đúng rồi. Thì mỗi lần mà anh đi ra đường thì sao? Anh có kỹ dữ không? Anh bịt kín hết. Xong rồi về nhà anh sẽ lấy cái cây bông tăm trái tay á, anh chấm cồn, anh quậy vô lỗ mũi, anh quậy hai bên. Xong rồi anh sẽ xịt cồn vô họng anh luôn. Xong rồi anh sẽ rút miệng anh phun ra, rồi anh khò nước muối. Xong rồi anh sẽ lột quần áo hết, anh đem đi ngâm, anh giặt liền. Đó rồi anh vô anh tắm nước nóng lại. Nói chung là anh rất là kỹ. Trời, quá kỹ luôn. Quá kỹ, nhưng mà cái vụ cồn là thấy phản khoa học. Cái sự vô họng là nguy hiểm đó nha. Phản khoa học đó nha. Trời ơi. Dạ. Con chỉ cần khò muối được rồi. Dạ. Qua cặp này ai ở nhà nấy cũng có cái hay á. Dạ. Tại vì vậy nè, cái tuổi của con á. Dạ. Bé này là còn nhỏ lắm. Dạ. Con thì chín chắn rồi, cô không nói, nhưng bé này nó còn nhỏ là rất dễ gây lộn. Ừ. Nhưng mà tự dưng bây giờ tụi con ở xa nhau mà bé này có trách nhiệm với gia đình, rồi con cũng có trách nhiệm gia đình. Dạ. Tụi con hiểu được cái điều đó, đó là một cái sự hy sinh á. Sự hy sinh, sự đồng cảm trong cái chuyện hy sinh đó, thì bé nó sẽ lớn lên, tức là bé sẽ chững chạc, bé lớn lên. Thành ra là 2 năm nữa khi mà cái thời gian xa nhau hết, lúc mà có con đó ha, là lúc đó con cũng trưởng thành rồi. 25 tuổi là phụ nữ trưởng thành rồi. Cho nên bây giờ chỉ chúc tụi con á là khi nào mà có em bé đó về gần, về chung với nhau luôn, lúc đó là con đủ chững chạc để mà gọi là làm một cái lò sưởi của gia đình mình rồi. Hai vợ chồng có muốn nói điều gì với nhau hay không? Em muốn nói là thật ra cái tính em chỉ là nóng tính vậy thôi, nhưng mà thật sự em rất là thương và rất là quan tâm gia đình hai bên. Em sẽ cố gắng để mà sửa cái tính nóng lại, tại vì nhiều khi công việc nó áp lực quá. Rất là cảm ơn anh đã luôn luôn ở phía sau em để ủng hộ, động viên những cái quyết định, những cái việc làm trong cuộc sống của hai đứa mình. Mong là sau này em sẽ bớt nóng tính lại để tụi mình bớt cãi nhau lại.
Anh cũng cảm ơn em đã, thứ nhất là rất là tốt với anh và tốt luôn với ba mẹ anh, với gia đình anh. Bây giờ thì chỉ có một điều là chịu đựng cái tính nóng của em. Anh sẽ cố gắng chịu đựng cái tính nóng của em. Anh sẽ không có lớn tiếng, không có cãi nhau lại với em. Và anh sẽ thương em, yêu em đến hết cuộc đời này. Hay quá. Trời ơi, hay quá rồi. Hay quá. Thôi, nói chung là cảm ơn các con ha. Và vẫn hy vọng rằng là các con sẽ mau sớm được về chung một mái nhà để cùng tận hưởng cái niềm hạnh phúc với nhau nhé. Được làm từ gạo lứt Japonica Nhật Bản, Ojita mang đến hàm lượng protein cao và vị ngon thanh mát tự nhiên. Ôi, chuyện tình của Thánh Súng thật là dễ thương à. Nhưng mà chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cô bé này cũng như gặp lại chồng của Thánh Súng. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Hello. Hello. Xin chào hai bạn. Mời con giới thiệu về mình. Dạ, con tên Nguyễn Hồng Đào, con sinh một năm 1996, con là dược sĩ. Hồng Đào là ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, ở Cần Thơ. Ồ, con ở Cần Thơ hả? Dạ. Có nghĩa là con với ông xã con là từ dưới Cần Thơ lên đây luôn. Dạ đúng rồi. Hello, can you speak Vietnamese? I can speak a little. Yes. A little. Chút chút. À, mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên Charlie. 29 tuổi. 29 tuổi. Em ở Anh. Ở Anh. Em ở Anh. Anh. Yeah. À. Em làm nghề gì? Em giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh. À. Rồi chắc có lẽ tôi đoán cái này thì trúng bốc luôn nè. Coi như là con đi học thêm tiếng Anh ở một trung tâm và vô tình gặp ông thầy này thấy con xinh quá và ông cua con. Đúng dạ, không? Dạ đúng, nhưng mà là bạn của thầy. Người này là bạn của thầy con. À, ông thầy này là bạn của một ông thầy con. Dạ đúng rồi. Mà đều là hai ông thầy. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên Charlie gặp cô gái này thì Charlie thấy như thế nào và có ấn tượng gì về cô gái này? Giờ em xinh đẹp và ngọt ngào. Ngọt ngào. Nhưng mà khó gần. Khó gần. Khó gần. Gần. Yeah. Lạnh lùng hay sao? Kiểu con không có thân thiện với mọi người á, kiểu đứng một mình không à. Sau này anh mới nói là thấy con nhỏ nhắn á, sao mà con gái gì mà nhỏ xíu vậy. Dạ. Nhưng mà cái lần đó là gặp nhau ở đâu con? Dạ, trung tâm Anh Văn luôn ạ. Dạ, cái lúc đó là tan học rồi, con đợi chị con lại rước. Ảnh thì cũng đứng ở ngoài đợi thầy ra, hai người đi chơi. Thì thầy của con á, phải dạ, đúng rồi, thầy má. Ảnh đứng, ảnh nhìn con, cái con cũng nhìn ảnh. Xong cái hai người cười nói hello nhau thôi. Đó là lần đầu tiên gặp. Dạ. Mà con thấy sao? Con thấy con có cảm mến ảnh không? Dạ, con thích cái tóc của ảnh. Giống con gấu ở nhà con có, mà kiểu cái lông của nó là lần đầu tiên con thấy ngoài đời thiệt, là con thích nhất là cái tóc luôn. Nhưng mà sau đó thì là ai là người chủ động tiếp cận người kia? À dạ, ảnh. Ảnh giả bộ lần vô lớp học á, ảnh giả bộ giống như là khách mời để giao tiếp với nhau. Nhưng mà thiệt sự là ảnh nói với thầy Mát là cho ảnh vô lớp đi, chứ không phải là thầy Mát mời ảnh. Rồi dạ vô lần nào cũng mời bạn Đào nói chuyện. Xong rồi lần thứ ba thì ảnh xin số điện thoại con giữa lớp luôn, nhưng mà con không cho. Rồi sau đó ảnh tiếp cận được con. Dạ, sau đó là nhà con có tổ chức ăn rồi mời anh chủ trung tâm Anh Văn, tại vì ảnh là bạn của chị con. Rồi ảnh có mời thêm này rồi thầy Mát nữa. Xong cái lại cái hai đứa con cũng bắt đầu thích nhau rồi, xong mới bắt đầu đi chơi riêng. Bao lâu thì là tụi con gọi là tỏ tình với nhau thực sự, có nghĩa là? Dạ, khoảng tầm gần 6 tháng ạ. Có một câu mà lúc đi chơi chung á, là con quyết định là con phải quen anh này. Hai đứa đi ăn sushi, anh dẫn con đi ăn sushi. Cái con mới hỏi là anh có bạn gái chưa? Anh mới nói là nếu như anh có thì anh sẽ không có đi một với một người con gái khác. Rồi là từ đó là con nói phải quen anh này. Rồi gia đình con có welcome cái tình yêu này không? Dạ, gia đình con thì không, chỉ có anh chị hai là kiểu mừng thôi. Như là đồng ý tìm hiểu, nhưng mà chị ba với em trai là cũng hay nói không nên đâu. Còn ba mẹ thì nói là con suy nghĩ kỹ chưa, tại vì này là lần đầu tiên con quen mà con lại quen người nước ngoài vậy, ba mẹ cũng lo. Cả nhà là không ai chịu, chỉ có anh chị hai. Nhưng mà có ngăn cản không? Dạ, ba mẹ thì tôn trọng nhưng mà kiểu khuyên thôi, còn chị ba ngăn cản.
Vì bà nói không được đâu, ảnh đẹp trai lắm, kiểu đào hoa lắm. Sợ con khổ á. Dạ chính xác luôn. Dạ. Anh có biết cái chuyện đó không? Dạ biết. Anh xong, có buồn không? Dạ buồn lắm, ảnh nói ảnh thiệt lòng mà. Như là mỗi ngày ảnh đem đồ ăn lại, đồ ăn sáng, nước. Hầu như là mấy tháng đó là ngày nào cũng đem hết. Vietnamese lấy lòng bên vợ. Lấy lòng bên vợ. Rồi có kỷ niệm nào trong cái thời gian mà yêu nhau, giữa một cái mối tình mà giữa một người, một cô con gái miền Tây với một anh chàng Tây đó, có kỷ niệm nào vui không? Hôm đó thì con lại nhà ảnh, định rủ ảnh đi chơi nhưng mà tạo bất ngờ á. Xong rồi cái vô nhà cái hỏi anh Daniel là anh Charlie ở đâu, ảnh cũng nói là ở trên lầu á. Xong cái con vừa vô con mở cửa ra thì ảnh la lên. Anh không có mặc đồ. Ảnh la xong anh đóng cái cửa lại. Em không có mặc đồ. Em la sao em nhớ không Charlie? She's very surprised. Kiểu bất ngờ la lớn á. No scream. No scream. Nhưng mà bữa đó con sao, lúc con thấy gì con mắc cỡ không? Dạ không mắc cỡ thì anh mắc cỡ quá cái con hư tự nhiên không mắc cỡ bình thường luôn. Tự nhiên thấy mình kèo trên luôn. Dạ đúng rồi. Ở Cần Thơ là có một cái chợ đêm rất là nổi tiếng. Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng có hay đi chợ đêm được với nhau? Dạ thường xuyên luôn. Không có thì đi chợ gần nhà. Charlie thích món ăn nào của Việt Nam? Thích ăn sầu riêng. Sầu riêng. Đặc biệt đó là sầu riêng là tới mùa là một ngày anh ăn tới 2 hoặc 3 trái luôn. Trời chứ ơi. Không phải là ăn 1, 2 muối. Dạ. Có biết ăn nước mắm không? Dạ biết nhưng mà chút kiểu dạ, không ghét mà ăn nước mắm. Hay quá. Ảnh khoái những món nào nữa? Anh can tell nó là food in Cần Thơ baby. Bún riêu. Mì vịt tim. Bánh xèo. Có thích ăn cháo lòng không? Cháo lòng. Ok. Chị đâu biết nhiều lắm thôi nha. Ủa nhưng mà nè, mỗi lần mà đi chợ đêm vậy đó, ảnh đâu có biết nói tiếng Việt đâu. Rồi sao trả giá? Dạ không, ảnh không trả giá, anh chỉ nói là mắc quá, không mua, cứ ăn đi. Sợ người ta dụ á. Có khi nào mà con chỉ ảnh á một số câu mà đi chợ á, ảnh mua mà nói chung mấy câu đó nó bị hớ không? Dạ có, giống như là đang ngồi ăn với chị với em trai thì ảnh lúc đó ảnh chưa biết tiếng Việt luôn, chút xíu à, cái nói là anh muốn kiểu muốn order cái đậu bắp á để ăn, cái chỉ là cứ kêu người ta nói là lấy trái lựu đạn đi. Cái ảnh nói đi lựu đạn đi, cái người ta cười quá trời, người ta nói sao mà em dạy ảnh vậy thôi. Cái chữ đậu bà này bắt cái chữ đậu bắp thực ra dịch ra tiếng Anh nó khó lắm. Dạ. Bao lâu thì là tụi con làm đám cưới? Dạ khoảng 2 năm mấy, rồi cưới 1 năm mấy là 4 năm mấy. Như vậy là tụi con lúc cưới nhau là ở cái thời điểm nó chớm dịch đúng không? Dạ đúng rồi, chớm dịch. Là anh bị kẹt ở Việt Nam luôn đúng không? Dịch dạ, xong lúc đó là mấy bị con kẹt ở đây luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ là con đã có em bé chưa? Dạ có em bé rồi. Bé trai gái? Dạ con trai. Mấy tháng rồi con? Dạ 5 tháng rưỡi. Wow, chắc cưng lắm đúng không? Dạ, ảnh chọn tên, mắc cười nhất là ảnh chọn tên cho em bé. Tên là gì? Vietnamese name. Dạ. Tây Trường. Tây Trường. Dạ, Tây là phía Tây á, Trường là T-R Trường. Tây Trường. Họ gì? Trường ở phía Tây à? Dạ, ảnh thích cái đó mà con thấy cái đó cũng đặc biệt cho nên là con giống như là Trường là nó dài mà Tây là phía Tây. Không. Nên là con cũng... Nếu mà theo chú thì chú dịch vậy nha. Tây là chồng Tây, ảnh là người Tây. Dạ. Trường là kỷ niệm cái nơi mà hai người gặp nhau. Dạ. Vậy là ảnh có cái điểm xấu gì không? Khi mà con về ở với ảnh á. Điểm xấu hả? Ảnh hay chọc con lắm. Ừ. Trước khi đi ra ngoài đi chơi kiểu đi uống nước thì ảnh nói là anh đi massage nha, anh đi karaoke hư hỏng nha, kiểu vậy đó. Rồi xong đi ra ngoài không có, đi ra ngoài chụp anh đang ở đây với Daniel nè, đừng lo nha, anh giỡn thôi. Mà ngày nào đi là cũng nói hết, không có chừa ngày nhây nào đó. Mà coi như là nhây. Dạ, đó nhây lắm. Mà mỗi lần ông nói như vậy là con thấy như thế nào? Dạ con nói con bị khùng. Nói, không thôi thì nó vui duyên quá à. Vui duyên quá hả? Còn cái tật xấu gì nữa không? Ở nhà thì sao, có bừa bộn? Dạ không, cực kỳ sạch luôn. Phải nấu ăn cho con mà. Nhiều khi thấy cái đó là đi dẹp. Em ơi, cái này ở đây hả? Không phải ở đây. Xong xếp là, lại. Là đâu có tật xấu gì đâu. Dạ. Đúng không? Con có mong muốn anh thay đổi cái gì không? Con chỉ mong muốn là anh đừng có lo cho con quá. Anh cứ sợ con là em không chăm sóc bản thân em có buồn không? Giống như là chăm sóc em bé mùa dịch đó. Chị giúp việc cũng nhiều quê, chị không có quay lại được. Cái ảnh cũng giúp nhiều lắm. Nhưng mà anh nói là em có muốn đi tập gym không? Nhưng mà con cảm thấy là kiểu con cũng xin em bé mổ á. Cho nên con cũng không nhất thiết, nhưng mà anh lo cho con lắm. Anh lo ở nhà căng thẳng,
ở nhà thì sẽ buồn này kia. Con đừng có, con để im vậy đi, con đừng có mong muốn thay đổi điều đó. À dạ. Trời ơi, cái đó là diễm phúc của con, con đừng có, con đừng quá có. Tuyệt vời rồi con ơi, con có một anh chồng quá số 1. Thế còn Charlie? Perfect, you're perfect in her eyes. Cô ấy có tật xấu gì không? Maybe one. Now giờ em ghen. Ghen. Ghen nhiều lắm. Ghen dữ lắm. Ghen sao Charlie, ghen sao? A lot of baby girls around, so see a baby girl and say say something about her, message something and Kiểu anh có nhiều con gái, mấy em bé nhỏ hay nhắn tin cho ảnh á. Đồ đúng không? Dạ, thầy giáo. Kiểu cũng có mấy bạn là ra nghề rồi nhưng mà đi chung với ảnh thì hay kiểu em ngưỡng mộ anh quá à này kia. Cái em nói là anh coi chừng em đó, đừng có làm vậy, mà anh nói anh thương mình anh em mà. Nói chứ cũng khó chịu đúng không? Dạ. Lúc ghệ là không ghen đâu nhưng mà tới vợ rồi tự nhiên cái nó ghen à. Rồi còn gì nữa? No, no bad habits. When we're together, we make each other better, so we don't have any bad habits. Kiểu ở chung với nhau là hai đứa làm nhau tốt hơn, nên không thấy cái gì. Không có gì xấu. Dạ. Con hỏi thì vậy là anh có mong muốn em thay đổi gì không? Con hỏi luôn. Do you want to change something? Anh thương em. Anh thương em. So when I chose to marry you, you were already perfect. In my eye, you're already perfect, so I don't want you to change anything. I don't think you need to change anything. Kiểu anh nói con, dạ, anh nói con hoàn hảo vậy trong mắt ảnh khi mà ảnh chọn cưới con rồi, nên là anh không cần con thay đổi gì. Xúc động gì hết? Dạ, có nhiều cái làm con xúc động lắm. Thí dụ hả con? Kiểu như có em bé cái ảnh lo cho con hết tất cả luôn nha, ảnh nấu ăn rồi ảnh thức dậy sớm mà đẻ em bé ra, cái lúc mà anh đẩy con ra từ phòng mổ á, cái ảnh ngưng ngưng nước mắt luôn. Cái con nói lần đầu tiên trong đời con thấy ảnh ngưng ngưng nước mắt luôn. Cái ảnh điện cho ba mẹ mà ảnh gung giọng, ảnh nói con gọi lên ba mẹ sao nghe, cái anh để xuống, cái anh nói anh không muốn thấy ba mẹ thấy anh khóc kiểu vậy. Dạ. Mà anh thương con dữ lắm. Nhưng mà bây giờ thì bên chị ba con thấy được cô có một người chồng như vậy, thì bây giờ thì suy nghĩ của chị ba con về ảnh như thế nào? Dạ, kiểu bất ngờ luôn. Chị ba nói là không ngờ, thì ảnh cũng gọi là đẹp trai đó, nhưng mà không ngờ là chung thủy lắm. Rồi ảnh ăn cần. Mà hồi đó nghĩ là ảnh đi chơi dữ lắm. Nhưng mà bây giờ kiểu đi đâu cũng về nhà rồi rất là lễ phép với mọi người lắm. Rồi thích ăn chơi với gia đình. Thôi vậy là hay quá rồi. Chúc mừng con đã tìm được một người đàn ông quá tuyệt vời. Chương trình cũng rất là cảm ơn vợ chồng con từ ở dưới Cần Thơ lên đây để tham gia chương trình. Rồi xin chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc ha. Dạ cảm ơn. Xin chào. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp tục để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Ê, ngồi đây. Rồi, xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Rồi. Chào chú Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi, em mời em ngồi, cứ thoải mái. Rồi. Sao em tên gì? Tên Mai Văn Trung, buôn bán em ở Bình Định. Tại giờ tài xế xe. Em là tài xế xe. Nhiêu tuổi rồi Trung? 29 tuổi. 29 tuổi. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Hồ Thị Kim Quy. Hôm nay em 21 tuổi, quê Bình Định luôn ạ. Kim Huy hả? Dạ. Là lấy chồng được mấy năm rồi? Dạ, mới lấy chồng được 7 tháng. 7 tháng. Quá sổ rồi. Công việc của Huy là gì? Dạ, hiện tại là làm công nhân của dược, công ty dược. Công ty dược. Hai đứa quen nhau sao ta? Dạ. Lần đầu tiên là hẹn hò như thế nào? Dạ. Đó nữa, đây đánh tài xế. Tài xế. Tài xế chắc là... Đi đến công ty dược để mà lấy thuốc. Lấy thuốc, rồi giờ gặp một cô bé ra giao thuốc thấy dễ thương quá cua luôn. Đúng không? Có là Mai. Là Mai. Là Mai. Dính đồ. Bởi vì em là Mai. Nhưng mà em đỡ cho chị được lắm. Chị phải dẫn đi là Mai. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi cái câu chuyện là Mai đó như thế nào nè. Em ơi, em phải dán cái tóc lên để cho ta thấy được cái gương mặt đẹp thật đẹp của mình được không ạ? Đó rồi. Câu chuyện là Mai sao nè? Chị ở nhà với kêu em lấy vợ rồi, chưa muốn. Thôi cố gắng kia này. Thôi chị đi ra ngoài đó. Phía vợ. Để dẫn vô nhà con gái. Được. Vậy đó hả? Dạ, có nghĩa là em chưa muốn lấy vợ. Dạ. Nhưng mà bà chị bà dắt em đến gặp bé này là em mê liền. Dạ. Đúng không? Cũng được. Chứ sao được quá được luôn á. Lúc đó cô ấy như thế nào ta? Dạ. Có rụt rè không nói chuyện hay là
nhìn mình ở trong nhà cứ lên rồi xuống, lên xuống thì bực mình. Bực mình đúng không? Lên đi xuống, đi lên đi. Mà lên xuống làm gì? Hả Quy? Lên xuống làm gì? Tại em cũng muốn coi thử con trai như thế nào. Rồi em thấy sao? Em lúc em gặp anh này, em thấy sao? Để gia đình là thuộc dạng gia đình truyền thống của Hữu, cho nên là không dám nhìn chính diện, chỉ là đi lên nhìn kén tí mà cũng không nhìn rõ được. Chừng sau rồi anh đi ra ngồi anh thì con nhìn thấy bóng lưng của anh ấy, thì nhìn cái ấn tượng đầu tiên á là một bờ mông rất là to. À, thấy cái mông to à? Dạ. Nhìn vào một cái vòng bao rất là khủng đúng không? Đó. Dạ, rất là thích cái mông to. À, vậy đó hả? Dạ, là cái gu của em là như vậy. Dạ, khoái. À, khoái. Dạ. Không có nhìn mặt luôn. Không nhìn mặt, chỉ ấn tượng là tại cái bờ mông với tấm lưng là. Đó, tại vì liếc liếc mà đâu có đứng dám nhìn trực diện. Em có thể đứng lên cho anh coi cơ. Xoay một vòng cho anh coi. Xoay ra, dán cáo lên cao xíu cái nè. Rồi quay ra đây coi, quay ra, quay qua đấy, quay ra. Giờ teo rồi. Rồi teo rồi, thôi ngồi xuống đi. Trời ơi, chăm 7 tháng chăm con ta làm sao mà để ta teo cái vòng ba vậy à. Con em gặp là em thích bạn này luôn. Thích liền luôn, phải không? Thích liền. Mà là tại sao cứ đi lên đi xuống không ngồi nói chuyện làm em bị bực mình đúng không? Bực mình chỉ làm duyên. Làm duyên á, làm duyên á. Nhưng mà cái mặt thì dễ thương đúng không? Dạ, dễ thương. Mặt quá dễ thương đúng không? Dạ. Rồi sau đó như thế nào? Sau đó về ra đêm đêm sâu ra tiếp. Ra tiếp nữa. Ủa là sao, là sao? Em nói chậm chậm thôi. Tức là đêm sâu ra tiếp. Đi về nhà nhưng mà hôm sau trở vô lại. Trở vô lại tiếp nữa. Rồi sau đó là ngày nào cũng vô không? Ngày nào cũng qua luôn ạ. Ngày nào cũng qua luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy còn đi lên xuống không, là sẵn vô nói chuyện mình luôn. Đâu đâu đi Ufer. Xin ba mẹ đi uống Ufer. À, cái gì? Là con nghĩa là uống cà phê. Đi uống cà phê. Dạ. Cứ qua nhà là rủ uống cà phê rồi đi. Uống cà phê. Rồi. Là cái lần đầu tiên mà hai đứa đi uống cà phê á là cách đó, cách cái hôm mà coi mắt là mấy ngày? Một ngày hả? Một ngày. Là bữa sau ngày hôm sau là đi uống cà phê luôn. Là với ông anh. À. Rồi vô. Có lúc nào hai đứa đi riêng á? Đi riêng là ông anh nói là thôi mày đi chở con bé đi, đi hai tụi bay đi. Là cũng ngày hôm đó luôn, ngày hôm sau đó luôn. Ngày hôm đó luôn ạ. Qua ngày hôm sau lại uống cà phê luôn. À. Hiểu không? Nhưng mà đi làm ông anh bảo kê. Ghê. Rồi tới đó rồi cái ông đi chỗ khác để cho hai đứa. Hai đứa về mình. Hai đứa vô quán. Lúc đó em mới nhìn rõ cái gương mặt của anh đúng không? Dạ cũng hay sao? Thấy mũi cao. Đẹp trai, cười, đẹp với nụ cười rất là ấm áp. Nhưng mà vô thì nói gì? Ừ đúng rồi, hôm đó anh vô fan có dê em không? Dạ không, anh không từ lúc quen tới lúc cưới rồi không có dê. Như vậy là không có giống, không giống ông trước. Không nắm tay nắm chân luôn. Dạ có nắm tay. Nhưng mà không có đụng chạm gì hết. Cho tới ngày cưới luôn. Dạ. Mà khi về là đùi ra đùi. Khi về là đùi. Đi ra giữa đường á. Là có nghĩa là sao cái bữa đó đâu, sao cái bữa đó luôn, lại đổ luôn. Dạ. Tức là đi đặt bên chi mà mấy ngày sau là đi chơi quen rồi, là anh ngồi trước anh ngồi cứ cơ đỡ tay nghe đùi á. Rồi phía sau cái gì đúng không? Lái xe xong rồi là thiện tài đó, thiện tài đó. Rất là nhột. Nhột, cảm giác là nhột chứ không. Nhột mà thích nha. Nhưng mà là để luôn đúng không? Để luôn nhà đúng không? Dạ. Để luôn, cứ đi lấy rồi người ta đi cầm tiền rồi. Cứ ra đùi vậy đó. Nhưng mà không dám đỡ tới về nhà, chỉ là còn tới nhà là bỏ tay ra. Nhưng mà đi tới mấy giờ về? Ba mẹ chỉ cho tối 9 giờ là về được. Vậy hả? Như vậy là hai đứa quen nhau coi như là cưới được 7 tháng rồi đúng không? Dạ. Vậy là quen nhau bao lâu thì cưới? Khoảng 20 ngày là đính hôn ạ. Gần tháng. Gần tháng luôn. Gần tháng. Là đã đính hôn rồi. Gần tháng. Con nghĩ là khoái quá rồi đúng không? Khoái quá luôn. Rồi lúc là đi mua nhẫn cầu hôn luôn hay sao? Dạ chưa được cầu hôn ạ. Chưa cầu hôn. Chưa hiểu. Dạ chưa được cầu hôn nhưng mà có nhẫn cưới rồi. À là đeo trước thôi. Là đeo trước đúng không? Hai bên gia đình thì sao? Ấy cũng ai cũng biết. Giới thiệu mà. Này là bà chị giới thiệu mà. Rồi. Mà hai đồng ý hết, hai vui vẻ cáp cho hai đứa luôn. Dạ. Rồi có viết thư tỏ tình hay là nhắn tin tỏ tình gì không? Dạ không luôn ạ. Cả hai đứa là từ lúc quen tới ngày cưới là không bao giờ tỏ tình gì hết. Chưa bao giờ nhắn tin nói là dạ không ạ. Tại vì
chồng cũng không có xuyên mà cầm điện thoại nhiều, với lại là không thích nhắn tin, thích gặp mặt. Gặp thực tối vậy nên hay không? Gặp trực tiếp hay không? Nhưng mà rồi lúc đi về là có điện thoại. Có hả? Rồi nấu cháo điện thoại không? Có nấu cháo điện thoại không? Dạ anh. Cua con bé này là hết nhiêu tiền điện thoại, nói chị nghe coi. Trăm mấy. Trăm mấy thôi hả? Gì bèo vậy? Chắc là đi riêng mà, đi riêng mà. Giờ cho xong rồi tối gì ở đó là được. Là ngày nào mình có Zalo mình mới Zalo là gặp mặt. Gọi điện Zalo gặp mặt luôn. Dạ. Bộ đó giờ không biết nhắn tin hả? Không, không có nhắn tin tỏ tình hả? Dạ không luôn ạ. Chậm gì? Chậm. Viết tin nhắn chậm. Viết tin nhắn chậm. Chậm nhìn. Ủa, nhưng mà chữ nghĩa sao mà nhắn tin chậm? Biết không biết không? Chậm chứ là chồng mình là không biết lên. Nhiều à. Không có biết nhiều chữ đúng không? Dạ. Nói chung bây giờ người ta thật ra bây giờ người dễ ta gặp. Không, cái vô chat đó, bấm vô cái nói được rồi. Dạ. Em ơi đang làm gì đó, ở đâu vậy? Em ơi ngủ chưa? Có được. Đúng không? Đúng không? Mới lâu mới ngủ luôn à. Ôi vậy đó. Mới chừng nào mà ngủ nói chuyện xong ngủ luôn. Là con là em bị mơ là mỗi lần anh gọi là dễ buồn ngủ lắm. Mà không gọi là khó ngủ lắm á. Nhớ đúng không? Nhưng mà gọi điện là để cho ngủ đó, hiểu không? Gọi điện là ngủ à. Có khoảng 3 phút là ngủ. Đó, em hiểu hai bạn này không? Không ngủ thì không gọi thì nó không ngủ được. Không ngủ được. Nhưng mà gọi để ngủ đó. Gọi cái. Để, hiểu không? Gọi là nói chuyện cái là đó, chồng cũng để Zalo và ngủ luôn á. Hai đứa nhìn nhau qua Zalo. Không, bé nói là gì không? Cứ gọi 3 phút là ngủ liền. Thì đó, nó không ngủ được, nó phải nhờ gọi để cho nó ngủ. Làm như là quen hơi đó, quen giọng đó, nghe cái giọng về phải liền à, chứ liền không được. Chồng nghe Zalo. Lúc còn quen là ngày nào cũng qua, cho nên là nó bị quen rồi. Những ngày nào mà chồng không qua chơi á, giỏi hơn. Ngày hôm đó không gọi điện luôn. Gì vậy? Nếu mà chồng gọi điện thì tắt máy. Mày gọi sao mày gọi, tao đéo nghe. Cưng quá. Thật là thật thà dễ sợ. Mặc dù chồng hơn em tới 8 tuổi. Ừ, mà em nổi điên lên là xuống luôn. Tao không cần. Em nhưng mà tới nửa đêm rồi. Chết cha nhớ quá. Cũng gọi là. Tức là nhớ em nhớ quá đúng không? Em nhớ là em chủ động gọi lại cho anh. Dạ. Mà khi mà giờ chủ động gọi lại thì thấy sao? Sướng thấy không? Được, bữa này gọi tới á, bữa nay gọi lại tới á. Nghe. Coi như 20 ngày chịu hết nổi thôi, đăng ký kết hôn cho rồi đi đúng không? Đăng ký kết hôn là qua ngày cưới. Cưới sau cưới rồi mới đăng ký kết hôn. Tức là sau khi cưới. Dạ. Có nghĩa là 20 ngày là mình cưới luôn rồi. Là 20 ngày là đính hôn. Đính hôn. Rồi khoảng 1 tháng sau là đám cưới ạ. Như là tổng cộng vừa quen mà vừa làm đám cưới rồi khoảng 8 tháng. Dạ. Đúng không? 8 tháng rồi hả? Đúng rồi. Dạ. Giờ cưới được 7 tháng rồi, còn 1 tháng quen nhau đúng không? Tìm hiểu. Hiểu rồi. Đó, rồi sao? Rất là nhanh luôn. Rồi sao trước khi cưới ảnh có thú nhận với em cái gì không? Cái đó bây giờ gì nè, hỏi cái vụ mà giữ gìn cho nhau đó, có giữ gìn cho nhau cho tới ngày đám cưới không? Dạ, giữ gìn từ tới ngày qua ngày đám cưới luôn ạ. Có nghĩa là cái đêm động phòng là không có luôn. Dạ. Buồn. Sao vậy? Tại vì đám cưới ngày hôm đó là rất là vui. Ảnh mừng quá, không có kiểm soát được cảm xúc của mình nên là uống hơi quá chén. Uống nhiều quá đúng không? Dạ. Đến tối 8-9 giờ ảnh mới dậy. Thì sau đó là uống tiếp và ngủ tới trưa luôn ạ. Không có dậy nổi, không làm ăn gì được hết. Dạ. Còn em thì đếm tiền sặc máu luôn ạ. Đếm tiền sặc máu luôn. Người đám cưới lời không? Dạ cũng vừa đủ trang trải. Vừa đủ trang trải thôi. Dạ. Rồi xong là mấy hôm sau mới có đêm tân hôn. Qua hôm sau không? Qua đêm sau. Qua đêm sau không? Nhưng mà sao chung? Thấy đêm tân hôn giá trị không? Đã. Dạ. Có bị vụng về gì không? Có chứ. Có chứ. Tại vì hai đứa là lần đầu tiên biết mà. Anh là đầu tiên biết mà. Em cũng đầu tiên. Em là đầu tiên luôn. Dạ. Bé vợ anh nhưng mà bữa đó bé vợ nó có khóc không? Dạ không. Vậy hả? Không có vui quá nghĩ không luôn quá mà. Rồi bây giờ là coi như ở với nhau được 7 tháng rồi. Dạ. Rồi có tật xấu gì không? Khui đi em. Nhờ chồng nói trước. Bé vợ giữ không? Dạ. Bé vợ có giữ không?
Nóng tính. Nóng tính phải không? Nóng tính. Gọi gì nữa nè? Bơ bổng. Rồi mỗi lần nóng tính thì biểu hiện như thế nào? Trợn mắt lên. Trợn mắt lên. Gương nó sợ. Nhìn cái là sợ liền. Sợ. Sợ nó lái lại đi cho chút mình về lại. À, mình đi ra ngoài chút rồi mình về. Nóng tính mà. Ừ. Chứ mình ngồi đó nóng nữa là nó đổ vỡ. Ờ, đổ vỡ nhưng mà có đập đồ không? Có bao giờ nóng mà đập đồ chưa? Chưa. Chưa phải không? Dạ. Vậy là bừa bộn nè. Bừa cỡ nào? Làm cái kia không cắt mà đi làm cái khác nữa. Ừ. Rồi em ra em cắt. Ừ. À. Cái này chưa cắt thì đã là dục cái khác rồi. Rồi còn gì nữa nè? Không nhớ. Quên. Làm chuyện này làm chuyện xong kia mà lạnh nợ quên. À, đáng trí. Hay quên. Dạ. Quên. Còn gì nữa không? Dạ. Còn gì nữa không? Đó con vợ nó nói. Cho con vợ nó nói. Em kể chứ, em kể chứ. Kể nữa hay chứ. Có mê gì không? Dạ. Có mê điện thoại, mê game hay là mê phim? Điện thoại. Điện thoại 24/24. 24/24 cầm suốt luôn. Cầm luôn. Cầm luôn. Nhưng mà cầm là chơi game hay là Facebook hay là công việc? Dạ, coi Facebook rồi này, TikTok này nọ thôi ạ. À vậy đó hả? Dạ. Làm chuyện kia bán thoại là làm cứ vừa làm rồi vừa coi. Vậy á hả? Cô không biết làm gì ở nhà cho là buồn, cầm điện thoại luôn ạ. Vậy đó. Ủa nhưng mà giờ em có đi làm gì không? Hồi trước là không có đi làm ở nhà. Tại tính là đỡ qua Tết rồi kiếm việc làm. Nhưng mà ở nhà buồn quá rồi đi làm. Dạ. Làm khoảng tháng rồi. Bây giờ khoảng tháng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là cái kinh tế của hai đứa ổn không? Cũng được. Cũng được. Rồi giờ tới em đó, ảnh tật xấu gì? À, tật xấu đầu tiên đó là sáng nào cũng uống cà phê. Ủa cái đó được mà? Dạ không được. Dạ không được. Tại vì uống cà phê nhiều quá không tốt cho sức khỏe của mình. Đâu có, một ngày một ngày uống 2 ly được. Ôi anh à, uống có 1 ly. Người sáng là tốt nha. Thiệt. Anh là một ngày là không có cà phê là anh chịu không nổi á. Nè, uống cà phê, ví dụ nè, nếu mà để muốn tốt thực sự á, là một ngày uống cà phê không đường. Dạ. 1 đến 2 đến 3 ly cũng đều em được. Uống bò sữa. Nhưng mà nếu uống cà phê sữa thì một ngày 1 ly. Ừ. Mà buổi sáng là rất tốt. Buổi sáng rồi cho trưa chiều không có uống. Đó thì không, để chỉ cho, để chị chỉ, tin chị đi. Có nghĩa là em một ngày em cho anh uống 1 ly cà phê, ok. Dạ. Hiểu không? Nó sẽ làm cho tỉnh táo rồi nó kích hoạt tất cả những cái mạch máu rồi tất tần tật này kia nọ là ok. Dạ vâng ạ. Ừ. Rồi gì nữa sau nữa nè? Tật xấu thứ hai đó là quét sạch sẽ đi. Đến cọng tóc của em nó rụng nó anh cũng quét lát chậu quét mà hay gườm lắm. Cứ quét là gườm. Cái gườm thì xấu nhưng mà cái sạch sẽ là tốt nha. Đó, bây giờ gạt ra, cà phê được uống nè, sạch sẽ tiếp tục nha. Nhưng mà sạch sẽ thôi đừng liếc người ta. Hiểu không? Con người ta đẹp quá mà tự nhiên liếc gì được. Mình làm cho vợ mình mà, đúng không? Bỏ cái lườm thôi. Còn gì nữa? Tật xấu thứ ba đó là hay càm ràm. Nói nhiều. Với lại là hay cắt ngang lời người khác nói. Vì mỗi lần mà em muốn nói cái gì đó anh hay cắt ngang và khiến cho vợ chồng bực mình. Rồi đang nói mà em chen vậy, em chen vô nói bực. Nghĩa là nói nhảy chưa vô trong họng á. Nói chưa hết ý. Nhảy hay nhảy vô trong họng á là chồng á. Rồi nhiều khi bực mình cãi lộn quýnh luôn à. Rồi, em quýnh chồng miết à. Em quýnh chồng miết à. Dạ không quýnh nữa, rồi bỏ đi chơi. Thôi chơi ở nhà ngọc mình. Tức là quýnh em lại em bỏ em đi chơi luôn. Bỏ tới bao mà đó giờ quánh là quánh cái trận nặng nhất là quánh như thế nào? Không có. Cũng nhiều là nhiều lắm đấy ạ. Tăng này. Tắt à. Dạ, có bao giờ quánh lại không? Sao quánh được? Giờ sao quánh đâu quánh được đúng không? Giờ rồi giờ hỏi nè, có vợ ảnh đó nghe, có ghen không? Vợ trẻ đẹp quá mà. Ghen nhiều mà lúc ghen mà. Ghen như thế nào? Nhiều lúc mà gọi điện cho bạn á thì ảnh nói chuyện với ai à? Thằng nào? Gươm nữa. Đó. Rồi anh ghen hả? Anh ghen hả? Không có. Ghen mà chối. Dạ. Đúng không? Rồi ghen không có. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin cho người bên chương trình á. Thì anh nói. Thằng nào à? Thằng nào? Thằng nào? Vậy đó. Mà hỏi. Ủa ghen hả? Anh cứ chở qua chuyện. Dạ. Rồi còn thật xấu gì nữa không nè? Tật xấu đó là hay thả bom ạ. Thả bom thì cũng đâu có tật xấu tốt, đường ruột tốt. Đường ruột tốt mà tiêu hóa tốt. Một ngày chị cứ tưởng tượng đang ăn cơm thế này.
ăn cơm ngon miệng vậy. Chóng không lên. Chà, Liên Thanh luôn hả? Nếu như mà em vỗ một cái là anh re một cái. Em vỗ một cái nữa là anh re một cái tiếp. Đó, tại em đó. Em khoái đó. Lần đầu tiên ta nhìn là nhìn vào vòng ba đó. Đó. Không mà tiêu hóa tốt, hàng chi nó ốm. Dạ. Thiệt mà nó phải xả ra mới ốm được. À, rồi bây giờ em mong muốn xả thay đổi điều gì? Ông sẽ bớt nói chen ngang. Ừ. Bớt cái tính đó. Ừ. Với lại là trưởng thành hơn chút. Tại vì 30 tuổi đầu rồi. Nhưng mà nhiều khi em tưởng như con của mình. Vậy đó hả? Con nít dữ lắm à. Dạ. Ừ. Tối ngủ là chồng cứ gác tay lưng vai mình, vai vợ. Cho nên phải gối đầu tay vợ mới ngủ được. Dạ. Mà bây giờ nếu mà ngủ mà không có chồng là ngủ không được. Em á hả? Dạ. Bây giờ quen luôn rồi. Quen rồi. Rồi mai mốt bên kia là đứa nhỏ, còn bên này là ông chồng, là hai tay. Dạ. Cái chàng. Còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Vợ gì rồi bớt chơi game. Bớt chơi game. Bớt công việc nhà. Lo việc nhà. Bớt chơi game, lo việc nhà. Là kinh tế thì nó ổn định không? Hả? Là kinh tế cho ổn định. Đừng bớt game. Chơi game cái không tốt. Nhiều khi mấy ông anh nhà nó chơi game đó. Đúng rồi đó em. Mắt em có bị cận không? Tại mắt bị sỏi mắt à. Bị gì? Bị sỏi mắt à. Sỏi tức là mắt hột quá phải không? Dạ. Bị mắc hột quá đúng không? Dạ, nó cứ bị sốn mắt cho nên là nó mắc hột, bị cườm á phải không? Vậy thì càng hạn chế coi điện thoại lại. Đúng rồi. Nghe em. Này đi làm cũng không coi được. Đúng rồi. Dạ. Với lại là biết sao không? Bây giờ hai chồng chưa có con đúng không? Dạ, đang có bé ạ. Được gần 3 tháng. Dạ. Mà ba tháng hả? Dạ gần 3 tháng ạ. Vậy hả? Chắc chưa biết giới tính đâu đúng không? Dạ, con trai con gái gì cũng được. Ổn rồi. Bây giờ này, có một trò chơi á, ví dụ như tối á, tại vì cái mắt mình mà giờ ấy điện thoại nhiều quá là nguy hiểm lắm. Dạ. Bây giờ sẽ là chơi học chữ. Tối á bắt chồng ngồi bắt đầu luyện chữ. Dạ. Đến chi biết không, mốt con mình đẻ ra bắt ổng dạy cho. Dạ. Mình đỡ cực, hiểu. Dạ. Cho mình đỡ cực chứ không cực lắm, vừa phải cho bú vừa phải chăm sóc thế này này kia nọ rồi bắt dạy thêm chữ cho con nữa rất là mệt, dồn bắt ổng, hiểu không? Dạ. Rồi ổng bớt lèm bèm đi, ổng bớt nóng tính đi này kia nọ đó, một công đôi chuyện, mắt mình cũng không có bị sốn nữa. Cái mắt bị vậy mà ấy điện thoại nhiều là nguy hiểm lắm á. Rất. Dạ. Nguy hiểm nghe. Cái tia phóng xạ đó nó không có tốt. Bấm thổi luôn. Đó cho nên bây giờ hai chồng chơi trò chơi đó đi vui hơn. Được không? Dạ được ạ. Rồi. Nha. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Rồi chúc cho hai vợ chồng em luôn hạnh phúc nha, và chúc hai mẹ con tròn con vuông. Dạ vâng ạ. Rồi.